Hai lúa xin chào các bạn nha. À, giờ Dương chuẩn bị rồi bến nha. À, hẹn ngày tuần nữa gặp tiếp. Bơm vô xe thôi. Giờ bơm vô xe. Lấy đồ nghề bơm vô xe. Vỏ mới luôn thay rồi cho nó mềm. Đây. Mấy cây để cam cho mấy bánh xe. Bánh vỏ trong này nó mềm. Ở trong vỏ mới thì mới thôi. Được. Tạo nó mềm. Thay cái vỏ. Giờ nó bơm vỏ bơm thôi. Câu ở đâu? Đầy đủ hết không? Sao kỳ á là nó ấy kèo qua vòng vòng cái bánh cái mâm thôi. Ấy ấy cái nó kẻ ấy thường thường vỏ mới nó ấy cái kèo vòng vòng cái mâm thôi. Nó quên ấy á. Ờ. Thường thường nó ấy kèo trước luôn. Sao nó ngay chân đây có lỗ luôn hả? Lỗ nó nằm chạch qua bên này sao? Không, không nằm chạch ngay lỗ đó. Thường thường ngừng lại là nó ngay luôn hả? Ừ, ngay thường ngay một cái lỗ đó, hai lỗ bên này. Vậy hả? Nó phải để ngay mới được. Thì có đo không? Thôi chứ, chút mới đo, còn nó mềm. Lại không? Bơm lại không? Hả? Được chưa? Chưa. Sự cứng rồi. Mới rồi. Vậy hả? Nhiêu bao thường thường nhiêu bao Dân thường thường nhiêu bao 100 bao không vỏ này 100 bao không 100 bao không 105 bao rồi hả? Bơm để emergency trên đường á. Ừ. Để mình bơm chứ thôi gỗ râu xe bạch ra nó chặt dữ lắm. Ừ. Sao lâu rồi? Ừ. 105 bao hả? Mấy rồi vậy? Hơi dữ không? Cái ống này hơi dữ lắm không? Mốt cái hơi của xe đó, xe nó có cái compressor
nâng lên để mà slide axle á, nó nâng luôn chiếc xe, xe nó mạnh lắm. Nâng lên cái nút đó. À. Kem slide axle bác sĩ. Ờ. Được chưa? Sao dữ vậy? 2-3 phút. Thì tới giờ thấy cũng 1 năm hơn rồi đó. Đó. 5 phút rồi nè. Nhiêu? 50 phao hả? Mới 50. Ôi ôi. Mới nửa đường hả? Chưa tới. Ghê vậy. Còn bên kia là điện hay gì? Đợi con đợi nghe. Ok, see you next time. Rồi, chuẩn bị lên đây. Như kỳ trước rồi sáng đem mấy cái kiến trong nhà lên kìa, tươi nước cho nó mát. Bye bye.